Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Ronaldo và những pha đá phạt đi vào lịch sử Real Madrid. Khi Ronaldo còn thi đấu ở Real Madrid, cầu thủ sinh năm 1985 là người thường xuyên thực hiện những quả đá phạt trực tiếp cho đội chủ sân Bernabeu. Theo thống kê, trong quãng thời gian thi đấu ở Bernabeu, CR7 ghi 7 bàn sau 96 cú dứt điểm từ chấm đá phạt trực tiếp. Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid, đội bóng thành Madrid không thể có những bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp. Cùng tổng hợp lại Ronaldo và những pha đá phạt đi vào lịch sử Real Madrid nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Trong một số trận đấu căng thẳng, gây cấn và bất phân thắng bại, đôi khi những bàn thắng từ những tình huống bóng chết sẽ giải quyết được số phận của trận đấu. Lịch sử bóng đá thế giới đã từng chứng kiến những cú sút phạt kinh điển khiến người hâm mộ tưởng như ảo thuật. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng có những cầu thủ có khả năng biến những quả đá phạt thành bàn thắng. Trong số những câu lạc bộ có tiếng hiện nay, Real Madrid, câu lạc bộ từng một thời quy tụ những ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá như Zinedine Zidane, David Beckham hay Ronaldo, đã ghi nhận không ít những pha đá phạt làm khán giả khắp nơi phải thán phục. Chúng ta hãy cùng điểm lại những bàn thắng đó qua những hình ảnh sau đây. Tháng 12 năm 2012, Ronaldo có một ngày thi đấu chói sáng khi xuất hiện trong cả 4 bàn thắng của Real Madrid trước Atletico. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập một hat-trick và kiến tạo bàn còn lại cho đội bóng Hoàng gia. Trong đó, bàn mở tỷ số của anh được ghi từ chấm phạt đền trực tiếp. Cú sút với quỹ đạo khó lường khiến thủ môn Thibaut Courtois bị đánh bại hoàn toàn. Bên cạnh pha sút phạt thách thức mọi định luật vật lý làm tung lưới đội tuyển Pháp năm 1997, Roberto Carlos từng ghi nhiều bàn thắng từ đá phạt trong 11 năm khoác áo Real Madrid. Một trong những pha lập công đáng nhớ là cú đá mạnh như búa bổ làm tung lưới Barcelona vào năm 2001. Năm 2013, Gareth Bale đã có trận đấu chói sáng trước Galatasaray khi ghi bàn mở tỷ số bằng một quả phạt thành bàn, mang lại sự tự tin để Real Madrid giành thắng lợi với kết quả chung cuộc 4-1. Cú sút đẹp mắt của ngôi sao xứ Wales đưa bóng đi thẳng vào góc xa, khiến thủ môn Iskan không thể cản phá. Cristiano Ronaldo đã sở hữu cú sút phạt trực tiếp thành bàn thứ 14 kể từ ngày đầu quân cho kiền kiền trắng khi anh bắn tan khung gỗ Aubameyang trong trận đấu ở Champions League vào năm 2012. Lần này, bóng không chạm bất cứ cầu thủ nào và bay thẳng vào góc xa khung thành của thủ môn Uko Baddo. Cũng trong năm này, Real Madrid giành được chiến thắng nhọc nhằn khi đến làm khách trên sân của Valladolid. Chính Ozil đã sắm vai người hùng bằng một pha đá phạt trực tiếp mẫu mực mang về bàn thắng thứ 3 cho bầy kền kền. Trong 21 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số, David Beckham có vô số cú sút phạt đẳng cấp. Những pha đá phạt của cựu danh thủ điển trai người Anh đã trở thành một thương hiệu, đẹp mắt từ dáng sút cho đến đường đi cong vòng của trái bóng. Điển hình như cú sút phạt đẳng cấp vào góc cao khung gỗ sau pha phối hợp với Figo trong trận Real gặp Malaga ở mùa giải 2003-2004.
Vòng 32 La Liga 2018, Real Madrid thi đấu khá ung dung và sớm có được bàn thắng mở tỷ số trước Malaga sau cú sút phạt hàng rào siêu đẳng của tiền vệ Isco. Từ cự ly 25m, Isco đưa Real lên dẫn trước bằng pha bóng đi hiểm khiến thủ thành Jimenez không thể cản phá. Tháng 1 năm 2014, trong trận gặp Betis ở La Liga, Bale đã nâng lên 2-0 cho Real Madrid sau khi thực hiện thành công cú sút phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm. Tận dụng khe hở hàng rào, Bale đã tung ra cú sút khiến thủ môn Anderson ngỡ ngàng như bị định thân tại chỗ. Tháng 8 năm 2015, James Rodriguez khiến các khán đài sân Bernabeu vỡ òa bằng một pha sút phạt không thể cản phá. Dù vị trí không hề thuận lợi, nhưng ngôi sao người Colombia vẫn tung ra được một cú dứt điểm vừa có độ căng lại hiểm hóc khiến cho thủ thành của Betis chỉ còn biết bay người trong vô vọng. Tứ kết lượt về Champions League năm 2016, Ronaldo trở thành người hùng khi ghi 3 bàn giúp Real giành chiến thắng 3-0. Trong đó, bàn ấn định chiến thắng đến từ một tình huống xuất phạt trực tiếp khi anh tung cú dứt điểm xuất sắc đưa bóng xuyên qua hàng rào bay vào góc xa. Mùa giải 2006-2007, Beckham mở tỷ số cho Real trong chuyến làm khách trên sân của Sevilla. Từ pha đá phạt trực tiếp chết bên trái vòng cấm địa ở phút 12, cựu thủ quân tuyển Anh thực hiện cú sút đẹp như mơ, đưa bóng bay thẳng vào góc cao sau khi lượn qua đầu thủ môn Palop. Tháng 1 năm 2006, trên thánh địa Bernabeu, Beckham cũng từng góp công đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tới thắng lợi chung cuộc 3-1. Trong tình huống dàn xếp đá phạt, Carlos đẩy bóng cho Beckham, tiền vệ điển trai này có cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng đi vào góc cao khung thành Cadiz, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước. Trong lần duy nhất đến sân Gran Canaria, Zidane đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ pha đá phạt trực tiếp. Cú sút của Zizou đưa bóng vọt qua hàng rào, đập khung gỗ trước khi tung vào lưới, khiến thủ môn của Las Palmas bất ngờ không kịp phản ứng. Năm 2017, CR7 ghi bàn quyết định bằng cú sút phạt trực tiếp trong trận chung kết FIFA Club World Cup mà Real thắng Gremio với tỷ số 1-0. Cú sút đưa bóng xuyên qua hàng rào của đối thủ và đổi hướng sau khi khẽ chạm cầu thủ đội này. Từ đó, bóng đi chìm vào góc gần và khiến thủ môn Rohe phản xạ trong sự bất lực. Trong chuyến hành quân tới sân Zorrilla của Valladolid vào tháng 5 năm 2014, Sergio Ramos đã thực hiện một cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp vào lưới đối phương. Cú sút hiểm hóc khiến nỗ lực cứu bóng của thủ môn Valladolid trở nên vô nghĩa. Khi đó, nhiều người đã khá bất ngờ khi không thể tin rằng đó là pha lập công của một hậu vệ. Vừa rồi là những bàn thắng ấn tượng trong lịch sử ghi bàn trên chấm đá phạt của các ngôi sao đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!